bạn có thể bị phạt hay thậm chí là bị cấm đặt chân lên đảo Cô Tô nếu vi phạm vào điều sau đây. Đó chính là mang theo túi ni lông và đồ nhựa sử dụng một lần. Vậy thì những vật dụng bằng nhựa nào sẽ được phép mang theo? Túi ni lông và các vật dụng sử dụng một lần như hộp nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa đều không được mang lên đảo Cô Tô. Đây là quy định bắt buộc áp dụng cho cả du khách đến đảo lẫn người dân địa phương. Lực lượng công an huyện và bộ đội biên phòng sẽ có những chốt kiểm soát ngay tại cảng Cô Tô để tuyên truyền và kiểm tra. Đảo Cô Tô cũng là hòn đảo đầu tiên tại Việt Nam áp dụng quy định này. Bạn có thể mang theo đồ có chất liệu nhựa tái sử dụng như đồ vệ sinh cá nhân hay chai nhựa sử dụng nhiều lần. Đừng quá lo lắng về quy định này bởi chính quyền địa phương đã rất chu đáo khi chuẩn bị nhiều cây nước lọc miễn phí khắp đảo, nên bạn có thể sử dụng ly hoặc bình nước cá nhân để refill bất cứ lúc nào. Và hầu hết các khách sạn cũng như là homestay đều có trang bị những vật dụng thân thiện với môi trường như chai nước thủy tinh, máy lọc nước, túi sinh thái, bàn chải tre dành cho các du khách. Không chỉ những ai đến Cô Tô để du lịch mà chính người dân đang sống trên huyện đảo cũng không được phép sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần hay các chất liệu có nguy cơ gây ô nhiễm đến môi trường biển. Tất cả những việc này đều hướng đến một môi trường sống bền vững và nói không với đồ nhựa dùng một lần. Và chỉ sau vài tháng triển khai quy định thì cảnh quan và môi trường của đảo Cô Tô đã như được khoác lên mình một màu áo mới. Nhiều loại động vật biển quý hiếm như rùa biển, cá heo, hải âu sau nhiều năm vắng bóng thì giờ đây đã liên tục xuất hiện. Các rạn san hô cũng dần sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Tất cả đã tạo nên một Cô Tô trong lành và thuần khiết hơn bao giờ hết. Nếu bạn muốn du lịch đảo Cô Tô vào những tháng cuối năm thì đây là một vài điểm cần lưu ý. Đầu tiên là về thời tiết. Vì cuối năm đảo Cô Tô bắt đầu lạnh, mưa nhiều hơn nên bạn hãy theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành để tránh trường hợp bị mắc kẹt dài ngày vì tàu thuyền bị cấm ra khơi khi có bão. Thứ hai là về chi phí du lịch. Giá cả trong khoảng thời gian này không đắt đỏ như mùa cao điểm, đa số nhà nghỉ, homestay sẽ có giá cả hợp lý. Thứ ba là muốn đến được đảo Cô Tô thì bạn phải di chuyển đến cảng Cái Rồng rồi sau đó mới đi tàu ra đảo. Trên đảo bạn có thể thuê xe điện, xe máy hoặc xe đạp để đi lại. Đến với Tô Cô, bạn có thể tắm biển hoặc mở tiệc nướng barbecue tại các bãi biển lớn như Hồng Vàng, Nam Hải, Vàng Chảy, còn có phố đi bộ Ký Con, nơi bày bán rất nhiều món ăn, đồ uống siêu ngon và là khu vực mua sắm vui chơi được nhiều bạn trẻ yêu thích. Lưu ý rằng khu phố này chỉ bắt đầu hoạt động từ 19 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Đồ ăn ở đảo khá là đa dạng, bạn có thể thưởng thức các loại hải sản tươi ngon được chế biến ngay tại bàn. Một vài món ăn được yêu thích như là bào ngư, hải sâm, củ kỳ và rất nhiều những loại ốc khác. Nếu muốn có một bức ảnh đẹp thì bạn nên dậy sớm để đón bình minh trên biển. Đây là thời điểm đẹp nhất để bạn săn những chiếc ảnh sống ảo cực xinh. Và những bạn nào có người yêu rồi thì có thể ghé qua con đường tình yêu dài hơn 2 km ngay cạnh bờ biển. Nhìn chung, du lịch đảo Tô Cô là một ý tưởng tuyệt vời cho những ai yêu thích trải nghiệm và khám phá. Bạn hãy cân nhắc rủ hồi bạn cùng đi để có những kỷ niệm đẹp tại đây nhé. Vậy là video hôm nay của Travel Everywhere đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến thời điểm hiện tại. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nha.